Chúng ta tiếp theo cái tập giới thứ ba là giới kiên tánh. Là giới không kiên tánh. Ở đây giới kiên tánh là Viratti Si Lăng. Nói về giới kiên tánh này, chúng ta có ba cái loại giới. Thứ nhất là giới thọ trì. Thứ hai là giới thực hiện. Thứ ba là giới thành tựu. Thông thường chúng ta khi mà thọ giới đó, ví dụ như trong những cuộc lễ trai tăng hay là cầu an cầu siêu hay là lễ gì, bất cứ một cái cuộc lễ gì, thì người Phật tử thường thường xin thọ trì giới như vậy. Vì kia vị sư đại diện ra truyền cho cái giới. Ví dụ như con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, thì cái đó mới chỉ là giới thọ trì thôi. Tức là năm giới này hoặc là tám giới, người bắt qua đây giới, rồi Phật tử xin giới từ một vị sa di hay là một vị tỳ khưu, thì cái giới đó chỉ là giới thọ trì thôi. Cái là mình dân giữ điều học thôi. Còn cái dân giữ nó được đầy đủ hay không, còn vẹn không, đó là cái chuyện khác nữa. Cũng giống như nói là con dự tính thi bác sĩ, mà cái thi vô có đậu không là một chuyện khác. Còn trong cái thời gian học mà có thành tựu được bác sĩ không là một chuyện khác. Ngôi giai đoạn đầu chỉ là dự tính thôi. Thì giới thọ trì nó cũng vậy. Tại vì lúc đó đâu có cái điều kiện để phạm tội đâu. Nó có điều kiện để mà ví dụ như dân giữ thì điều học không sát sanh, thì trong lúc đó đâu có cái điều kiện để mà không sát sanh đâu. Cho nên cái này chỉ là mới là thọ trì thôi, nó chưa phải là cái đi vào cái thực hiện. Nhưng mà khi mà gặp một con vật gì đó mà mình không khởi ý ác lên để mà chống đối, để mà sát hại nó, thì lúc đó mới gọi là giới thực hiện. Đó là giới hành đó. Cái này giới thực hiện nó tương đương với giới hành. Ví dụ như mình thấy một cái con vật nó ghê lắm, ví dụ như con rít hay là con rắn hay là con nhện, nó bò bò đó, mình sợ quá đi, nhưng mà mình không có lấy cây lấy gọc gậy gọc vậy đánh đập nó. Thật ra đó thì mấy con vật nó không có độc, tại mình đụng chạm tới nó thôi. Nếu đừng đụng chạm tới nó thì không bao giờ nó phản ứng lại với mình.
cái độc nó không do mình, chị nghĩ nó độc nhưng mà thật sự nó không có độc. Nhìn thấy nó ghê quá đi, như nhìn thấy con rắn mà nó lè cái lưỡi ra, cái lưỡi nó kiểu tam giác nè, nó lè la ra thấy sợ. Rồi mình nghĩ là cái giai đoạn mà nó cắn mình cái là cái nọc bọc nó lấy ra, nó thật sự là nó không có cắn, để yên nó không cắn, nhưng mà để mình chỉ sợ nó thôi. Con rít cũng vậy, đừng đụng chạm nó thôi, nó không có cắn. Có cái con nhện cũng vậy, thì mình đụng chạm cho nó thì nó cái phản ứng của nó là bảo vệ cái mạng sống của nó phải phản ứng lại thôi. Thì khi mình gặp những con vật đó mà mình không có khởi mũi ác tâm lên để sát hại nó và tìm cách đuổi nó đi, thì đó được gọi là giới hành. Ví dụ như chúng ta gặp một con mũi đang chích mình cái, theo thói quen thì vỗ tay cái bóp cái chết. Và trong khi mình rõ ràng mình thọ trì là không sát sanh, nhưng mà khi con mũi cắn mình cái là theo thói quen mình đập nó cái, mặc dù nó chỉ là nghiệp nhỏ thôi, nghiệp nhẹ thôi. Bởi vì con mũi là một con vật nó không có cái lợi ích mà nó gây cái tác hại, thì giết nó thì hỏi có phạm nghiệp không? Phạm nghiệp. Nhưng nghiệp nặng hay nhẹ? Nhẹ. Bởi vì nó là con vật không có tác dụng. Và là khi mà gặp con đĩa, gặp con đĩa đập nó chết, có nghĩa đĩa là con vật không có lợi, nên là những con mối con vật nó không có lợi, thì giết nó thì nó không có tội nặng mà chỉ có tội nhẹ. Tuy nhiên cái tội nhẹ này không phải là không ghê gớm, khi mà nó có cơ hội thì nó cũng trả cũng rất là nặng chứ không phải không. Có thể là nó giờ nó làm duyên, nó dẫn tới một cái ác nghiệp khác nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ đập chết một con mũi, đập chết một con mũi hay là đập chết một con mối, con mối nó cũng không phải là có lợi. Nó ở dưới phố nó thấy là cái diệt mối tận gốc rồi chứ hiểu không? Nó ăn cái là nó ăn sập căn nhà luôn á, chứ không ít đâu. Thì diệt cái những con mối đó, thì hỏi có phạm giới sát sanh không? Có. Có tội nặng không? Không. Nhưng khi nó có cơ hội nó làm duyên thì nó dẫn tới một kết quả, một cái ác quả rất là lớn. Nhưng mà nhỏ. Ví dụ như bây giờ giết con muỗi hay là con ruồi, thế nào vậy? Thì hay là giết một con mối, ổ mối nó nhỏ không đáng kể, thì dính cái quả này nè, nó dẫn tới một cái là mình trợt chân té. Bởi vì mình không, nó có quả nó nhỏ mà, cho nên dẫn tới trợt chân té. Thì cái trợt chân té này nó làm duyên cho một cái bất thiện nghiệp ở quá khứ nó có cơ hội nó trổ ra. Thì có thể là trợt chân té vậy cái bị gãy chân còn nhẹ đó, gãy chân. Cái người té ăn cái là đi vô bệnh viện băng bó một thời gian, mình phải nằm 6 tháng hoặc là 3 tháng vậy đó, bó bột lại. Mà chỉ trợt té thôi, mà nặng hơn cái nữa. Nếu mà cái nghiệp nó làm duyên, cái này chứ nó chỉ làm duyên thôi, chứ cái quả mình trợt té nó là do mình đập con mũi, giết con ruồi, giết con kiến. Nhưng mà nó làm duyên cho một cái ác nghiệp khác quá khứ nó có cơ hội nó trổ lên. Đó là vì khi mà trợt chân té vậy, có thể là dập té trúng cái đầu, nó trúng cái đầu mà chấn thương cho não, 2 tiếng sau 3 tiếng sau chết. Cũng có người thế là chỉ trợt té là cái chiều cao này nó chỉ khoảng chừng 3 tấc thôi, 3 tấc thôi, nhưng cái đầu đập xuống cái cạnh của bê tông, cạnh của gạch này, nó nứt xương cho sọ não, cái là chết. Thật sự ra thì cái này nó không phải do đập mũi chết, nên đập con mũi chết hay là đập một con kiến chết, nó không phải là giết một con mối chết. Một con mối đập chết con mối, con kiến hay gì đó, hay con mũi đó, thì cái quả nó làm cho mình
trợt té. Cứ thường thường nói là mình vô ý trợt té, nhưng thật sự không, trên trong trong thế gian này không có chuyện gì gọi là vô ý hết, không có chuyện gì mà gọi là xui cả. Mình chỉ gọi cái ác nghiệp đó đến giờ nó trổ thôi. Cái trổ thì cái sự kiện mà mình đập con mũi kia đó, nó tới giờ nó trổ, nó trổ khiến mình trợt té thôi. Hoặc đi vô trong rừng á, hoặc đi đâu đó bị kẽm gai nó móc cái heo, cũng là một dạng. Có đôi khi móc rách quần áo thôi, hoặc là nó bị trầy xước thôi, cũng không sao. Nhưng mình nghĩ là bình thường, nhưng mà thật sự ra mình phải biết nó là cái quả nhỏ nhoi nó tạo ra. Cái quả vô ý cho heo. Nhưng mà có người á, đập đầu xuống cách cái mặt đất khoảng 3 cm thôi, nhưng mà cái đầu nó đập đúng nhầm cái cạnh của một tam cấp, cạnh của một tam cấp, rồi bị chém vô, bị chấn thương sọ não, chết. Thì nghĩ là mình tình té vậy thôi, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là cái cũng có người á, nhiều khi là diệt mối tận ốc, tận gốc luôn, thì cái quả nó nặng hơn. Nhưng mà một hai con mũi thì nó ít hơn, trợt té thôi. Còn diệt mối tận gốc thì là cái quả nó nặng hơn so với này. Cái người nó có thể trèo cái cao rớt xuống, rớt từ độ cao khoảng 7 thước hoặc 5 thước rồi rớt xuống, nhưng mà không chết. Không chết rồi được, do cái nó không có một cái ác nghiệp khác mà nó có cơ hội trổ quả. Cái người này không chết, chỉ có một ác nghiệp nào làm cho tàn phế trên cơ thể thôi. Mà trường hợp này chúng ta cũng đã có rồi đó, chúng ta có rồi. Mà Thủy Bình Anh nó cũng đã cúng dường lên một cái chú tiểu mà rớt ở khoảng độ cao 7 mét. Bởi đó sắp sửa cái Tết Nguyên Đán đó, lên treo cờ đó, lên treo cờ đó, ở chùa Từ Thiện đó, từ đó 7 thước rớt xuống là không chết, bây giờ vẫn còn sống. Đưa vô bệnh viện cấp cứu như đồng liền, mổ ra để ốc lại quăng bên. Để quan bơ rồi lắp ráp lại, giờ cái chú đó xuất gia rồi, chú tiểu một bên này nó bị lõm vô, bây giờ lấy cái này ra, bây giờ vẫn còn. Thì đây là cái quả mà bứng diệt mối tận gốc, nó có là có một trong những quả đó thôi chứ không hẳn là quả đó, nhưng mà nó lại không chết. Còn ở chỉ có 3 cm thôi, cao 3 cm thôi, trợt té em cái đập đầu vô đi xuống tâm cấp đó, trợt té em cái đầu đập xuống cho bực tâm cấp rồi chết. Hai cái khác nhau mà nó chỉ làm duyên thôi, chứ nó không phải là cái quả kia nó đưa theo nó thương nó rõ. Cho nên khi gặp những cái đó mà mình thấy dụng con mũi mà nó cắn mình nhìn thấy biết nó rồi á, mũi đi gãi cho anh đi, đã nhớ này. Thì cái đó được gọi là giới hành, giới thực hành. Và nếu như mà mình quen theo thói quen á, do tay đập cái bóp một cái thì là mình phạm giới sát sanh. Dĩ nhiên nó chỉ là một cái nghiệp quả nhỏ mà thôi, nhưng không nên khinh thường. Khi mà nhiều lần như vậy nó tạo thành ra một cái khối lớn cho Đức Phật thầy dạy rằng á, đừng khinh việc ác nhỏ mà làm cho rằng không có kết quả đến mình, nhưng mà nước kia từng giọt nhỏ thì bình kia sẽ tràn chảy. Cho nên chúng ta nó mất đây cái là giới hành. Mà khi mà chứng quả thấy được niết bàn lần thứ nhất rồi, hay là thấy được niết bàn, thì cái giới này được gọi là giới thành. Mà một vị thánh dự lưu thì không bao giờ có ác ý với bất kỳ chúng sanh nào cả, cho dù rằng bị có tác hại tới, nhưng mà cũng không có phải ác ý, bởi vì cái ác tư duy đã bị diệt mất rồi. Ác tư duy tức là cái hại tư duy hay là cái sân tư duy, nếu mà giết hại chúng sanh khác không có. Trong cái chánh tư duy chúng ta có 3 loại chánh tư duy.
Tính tư duy chúng ta có ba loại, tức là ly dục, tức là con không còn cái ham thích về sắc tinh hương vị xúc nữa. Cái sắc tinh hương vị xúc ví dụ tối thắng cỡ nào cũng không có hài lòng, cũng không nữa, đó là ly dục. Thứ hai là ly sân, là lìa bỏ sự sân hận. Và thứ ba nữa là ly hại, tức là không có một ý mà thù hiềm đến chúng sanh nào khác, không bao giờ có. Vị thánh Như Lưu không bao giờ có ý nghĩ thù hiềm đến chúng sanh nào khác hết, nhưng mà sân vẫn còn. Nhưng mà ý nghĩ muốn làm hại chúng sanh khác không có, hay là mong cho chúng sanh khác bị hại không có. Thế là cái ly hại này đối với bậc Dự Lưu chấm dứt không còn. Nhưng mà ly dục còn, mọi người cái chưa ly dục, chưa ly dục. Tức là còn ha, còn thích thú hưởng thụ năm dục. Mà điển hình như bà Quý Sa Kha, mặc dù thánh Dự Lưu lúc 7 tuổi nhưng mà vẫn có chồng và có 20 đứa con. 20 đứa con có đôi khi là cứ mỗi năm 10 đứa cũng có, hoặc là trong đó có một những cái lần mà sinh ra hai cũng có, nhưng mà tổng cộng mà có tới 20 đứa con. Và một trong những cái người con của bà đó có tên gọi là Mí Gá Chà Lá. Nhị này rất có duyên lành rất lớn, như là con thứ ba, thứ hai hoặc thứ ba, người con cả đầu lòng của bà Quý Sa Kha tên là Mí Gá Rá. Mí Gá Rá cũng là tên của người cha chồng. Nhưng người Ấn Độ không có cái tục kiêng dè giống như ở Việt Nam hay ở Trung Quốc, nó không kỵ, thích người nào lấy tên người đó đặt tên, có thể là đặt tên cho con chó, con mèo, con gà, con vịt luôn, mình đứa con mình luôn cũng có, thành nhau hay không nè. Nếu là chứng tỏ là mình thích người đó nên lấy cái tên người đó đặt tên luôn. Còn Việt Nam mình thì kiêng tánh đúng không, tên cha tên mẹ thì không được đặt cho ai hết, nó là cái lòng phong tục của cá nhân. Có những người cha người mẹ tên được chẳng hạn vậy, họ sẽ gặp những gia đình rồi, hình như là ông nội tên được, thì con cái trong nhà, từ con cháu trong nhà không được quyền nói chữ được. Ví dụ như cái việc đó làm không được đâu thì né chữ được ra, việc đó làm không đặng đâu, thế là đi không đặng đâu, nó từ đó né ra. Còn cái người ngoại quốc thì không là như vậy, họ thích người nào thì là họ sẽ lấy cái tên đó họ đặt. Thì đối với vị thánh Dư Lưu, dục còn, sân còn, nhưng mà hại không còn. Tức là vì nó không có ý muốn hại chúng sanh nào khác hết, và không có ý nghĩ trả thù gì hết. Đây là trường hợp của bà Mallika. Bà Mallika này vợ của tể tướng Bành Thu Lá. Bành Thu Lá có bà Mallika này, có ông Bành Thu Lá này 32 người con, cũng dữ, bật chịu lô luôn á, cũng dữ vậy. Bà này sinh ra 16 lần, một lần nào cũng là hai đứa hết. Thời buổi này mà sanh ra kiểu đó là nước đen mài luôn. Đuổi về nhà mà hai đứa là thấy mệt mỏi lắm rồi đúng không? Ba chỉ con đứa thôi mà cũng đã mệt mỏi rồi đúng không? Mỗi lần trụ trường do năm học mới là lo muốn chết luôn. Hai gái giờ tới 32 người, nhưng mà cái người có phước nó khác, gia đình này giàu mà, con có thống soái mà, nó thì 32 người này trở thành là 32 đại tướng.
hai đại tướng, mỗi người lại có 1.000 tùy tùng. Nội một cái này, một cái gia đình không, cái đội quân của gia đình không là 32.000 người. Đụng tới lại kéo 32.000 đánh tiêu. Quy thế như vậy đó, cho nên ông Banh Thú Lá này bị các quan, nhất là quan sự án. Quan sự án thì có cái tật hối lộ. Mà ông vô ông cản trở cho ta, ta không được hối lộ, tức cũng giàm pha. Ông kêu suối vô bà Trần Đặc cũng nói, là Dương coi chừng đó, ông này nội gia đình ông không là 32.000 quân rồi, muốn chi là ông là đang là thúng sói nữa, không biết bao nhiêu. Ông đảo tránh một cái là coi như thua. Ông vô bà Nặc, bà Nặc cũng sợ. Cho nên lừa ông Banh Thú Lá này và 32 người đi ra dẹp đoạn xong. Ông chặn đường tiêu diệt hết 32 người. Tiêu hết cha con sập luôn. Không để người nào hết rồi. Để tin đó về bà Malika. Rồi lúc đó ngày bà Malika đang tổ chức lễ trai tăng cúng dường đến ngày Sa Phất 500 là buổi sáng đó, là cúng dường ngày Sa Phất cho 500 vị tỳ khưu. Thì cái thơ báo tử về, mà cầm coi xong bỏ nhét nói. Nói tỉnh bơ, không có gì đâu. Thì trong cái buổi trai tăng đó, cái một nàng đầy tớ vô tình làm rớt một cái tô kiểu, tô gia bảo nữa. Thì ngài Sa La Phất sợ đó, không phải sợ, ngài Sa La Phất là muốn cho con này không có bị rầy. Mới nói là này Malika, tất cả mọi vật đều là vô thường mà, đừng có tiếc rẻ. Cái bà Malika này bà nói là bậc ngài hiểu sai rồi con rồi. Cái chuyện mà cái chén đó là cái chuyện ngoại thân. Ngay cả chồng con, 32 đứa con chết mà con vẫn bình tĩnh nè. Tôi lấy cái thơ ra cho ngài Sa La Phất coi. Mới hồi sáng nhận được cái tin là chồng chết với 32 người con chết. Nhưng mà việc tạo phước đã hứa không bao giờ bỏ qua. Vẫn cố gắng mà làm. Làm xong. Và sau khi đó, xong rồi đó mới kêu 32 cái người dâu xuống. Nói là chúng ta đừng có nên quán hận vua Ba Tư Nạc. Vì cái đó là một nghiệp quả rồi. Tại trước khi bà mà cái mang thai đầu lòng á, thì bà cũng thấy bà mang thai đầu lòng, bà cũng là một cái mà tạo duyên cho một cái ác nghiệp. Tức là cái bào thai đầu lòng á cũng sinh ra được hai người con, hai người con trai. Nhưng mà khi mà sinh, khi mà có cái bào thai đầu lòng á, tự nhiên nàng ta khởi một cái ý muốn rất kỳ lạ, là muốn tắm trong cái hồ nước dùng để tôn dương cho cái dòng dõi Lý Cháu Huy, là muốn uống nước trong hồ này luôn, muốn tắm và uống nước trong hồ này luôn. Mà thái bào nó hành hạ khiến cho mà xanh sao vàng giọt. Ông Banh Thú Lá lần đầu tiên biết vợ mình có thai mà thấy vậy mới chăm sóc, hỏi tại sao vậy nè anh em, cuối cùng bỏ thần như vậy. Mình nói tưởng chuyện gì, chuyện có chuyện nhỏ không quan trọng. Mà cái hồ này á, bên ngoài này có lính canh gác và làm trấn sông sắt rất cao lên bao bọc của mình hết. Rồi ông Banh Thú Lá lên đưa vợ lên chiếc xe của mình. Ông ta có một chiếc xe rất đặc biệt, xe được kéo bởi 1.000 con ngựa và nó rất là dũng mãnh, và tiếng xe mà nó kéo chạy lên nó giống như tiếng sấm vậy. Rầm rầm, nó giống như xe lửa chạy, xe ngựa chạy giống như xe lửa chạy. Thì ở trên khi đó kinh thành Wesley đây, thì trước cổng thành này là có vương tử Mahali của người Lý Cha Huy ở đó. Thì vương tử Mahali này là bạn cùng học với Banh Thú Lá. Trong lúc mà ba người còn trẻ đó, thì
dương tử Mahali, người Lichawi, là con của một dương tử của xứ Lichawi là Bandula. Rồi Mahali nhà vua Basenadi. Basenadi lúc đó chỉ còn chỉ là một cái hoàng tử thôi, vô làm vua. Lúc còn trẻ ba người đi tới thành Takasila để học, học nghiệp nghệ. Vua Ba Tư Nặc giỏi võ lắm á, không phải dở nào, vua vậy, vua mà rất là giỏi võ. Ba người này cùng đi tới thành Takasila để mà học tập, cho nên ba người này rất hiểu rõ về nhau. Ba người giống như là gọi là đệ tử trưởng của vị danh sư này. Và trong đó ba người này thì ông Banh Thú Lá này nổi bật hơn hết, rất là rất giỏi, nổi bật lên. Thì khi mà cái Mahali về cái thành Vesali thì ông mở cái trường dạy võ thuật, nhưng mà cố gắng nhiều quá cho nên bị mù mắt. Cho nên ở trước cổng thành Vesali này, cái cổng đi vô, ở cổng này nó nối liền với thành Savatthi, tức là từ thành Savatthi thì đi vô thành Vesali này phải đi qua cái cổng này, qua cổng thành này. Mở qua cổng thành này, bên cạnh cổng thành này là một cái dinh thự của ông Mahali. Nếu ông bị mù ấy, thì những môn sinh ông mới cất cho ông một cái dinh thự để ông ở đó cử người chăm sóc ông đàng hoàng. Và cái tiền thu thế này cái cổng thành này là dành cho ông Mahali này sử dụng. Và khi mà ông Mahali này nghe cái tiếng xe của ông Banh Thú Lá, ông nói rồi, hôm nay các dương tử này mệt nhọc với ông này, biết rõ ông này là cái võ công khủng khiếp đó. Ông này có một cái chiếc cung mà còn một cái cung mà khoảng 1000 người kia mới nổi, một cái cung cái sức mạnh của cái ông Banh Thú Lá này gần như là tương đương với Bồ Tát luôn, khoảng 10 con voi, nó mạnh muốn độ vậy đó. Cái cung ổng dùng ấy, nó có thể là nặng tới 1000 người khiêng. Thì ông Mahali ông thấy vậy, nghe cái tiếng xe, ông nói không biết ông tới, không biết tới để làm gì, nhưng mà tới phải có chuyện. Cái kiểu này mà tới rầm rỉ ầm ĩ như vậy là tới phải có chuyện. Thì ông nói rồi, hôm nay các dương tử cháu quy này có chuyện khổ sở với ông Banh Thú Lá này, thì ông cho ngựa chạy cho cổ xe nó tới cái nơi mà có cái hồ thiên của người Lích Cháu Quy này. Bên ngoài này có lính canh gác, có trấn chống sân, trấn sông rồi cao lên bảo vệ, có lưới đồng nữa, thậm chí có thể nói là lúc đó là một con chim cũng không bay qua lọt, một con chim cũng không lọt được. Vậy mà thì ông đi tới đó, cái lính mà canh giữ này là cản trở ổng, thì chỉ trong nháy mắt ông muốn tan cái đám này bỏ chạy, và với một thanh kiếm ông chặt gãy mấy cái hàng rào sắt này, và ông phá luôn cả một cái lưới đồng này. Ông đưa vợ ông vô đây, do bà Manika xuống đi tắm rồi uống nước, xong ông xuống cũng tắm là xong uống nước lên, hai dòng đưa nhau về. Thì cái 500 dương tử của dòng Lích Cháu Quy nghe như vậy, nghe lính thì báo nha, dám xâm phạm cho địa phận đang mình làm cái chuyện này nữa thì yên không được, mới lên xe rượt theo. Thì khi đó xe của Banh Thú Lá là 1000 con ngựa kéo ào ào như vậy, bên đây chỉ là 4 ngựa hay 8 ngựa thôi, nó đuổi cho nên Banh Thú Lá chạy xa ra khỏi công thành. Thì 500 này mới đi tới gặp Mahali là thầy cũ mình, mới hỏi
Nó lý nó là dương tử có gì về đi đuổi theo chết á, nè ai chứ mà đuổi theo bên thu lá thì chết á, nè nó không được do vậy là mình nhục nhã nó sao chịu được. Mình cương quyết đuổi theo thì ma lý nó nếu mà cái dương tử mà đuổi theo á nó dặn trước, khi mà thấy cái cổ xe mà nó lúng xuống, cổ xe mà nó lúng xuống, cái xe đang chạy mà cái bánh xe nó lúng xuống thì quay về đi thì còn có thể còn cái mạng sống. Còn nếu như mà nó không về đó mà chạy tới mà nghe trên trời giống như có tiếng sấm nổ đó thì quay về đi thì còn có cái cơ hội sống. Còn nếu không là các dương tử sẽ chết. Mấy ông này đâu có tin, làm gì có chuyện nó xảy ra, mới ruột theo thì cái ruột theo bụi mù ở bốc lên phía sau. Thì dương tử cái bà Malika nói với chồng là ở phía sau có người ruột theo, nghe ông Banh Thu Lá cho ngựa chậm lại. Nó nói khi nào mà nàng mà thấy một cái gỗ xe đầu tiên xuất hiện đó, ở sau này chạy bắn sống bắn chết mà không cho ngựa chạy tà thôi, ngựa theo bắn thì bắn sống bắn chết. Mà bao giờ nàng thấy được một cái cổ xe đầu tiên xuất hiện báo cho ta biết. Thì khi mà cổ xe đầu tiên có 500 cổ xe luôn mà, 500 cổ xe, trong 500 cổ xe mỗi cổ xe là một phương tử. Mà khi mà 500 cổ xe này tới, cái chỉ còn cổ xe đầu tiên đi lên, bà Hoàng và ông Malika nó thấy rồi. Thì ông Banh Thu Lá mới trao cương ngựa cho bà Malika. Malika cũng là người giỏi đúng không ạ? Vợ của võ tướng không phải không có võ đâu, mà cũng là cưỡi ngựa cầm gươm cũng ghê lắm đó. Mà mới nên giao cái cương ngựa cho bà Malika lái, nó nàng hãy lái cương ngựa này. Bà Malika lên đánh cương cho ngựa chạy, thì Banh Thu Lá xuống tấn một cái cổ xe nó lúng xuống, những cái bánh xe nó lúng xuống. Nó xuống mà ngập gần nửa bánh xe vậy. Nhưng với sức mạnh của 1000 con ngựa mà nó còn lôi nó chạy. Các dương tử này thấy vậy nhưng mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Thì tới khi mà thấy được cái lá cờ của cái xe này rồi đó, dương tử Banh Thu Lá này lấy ra một cái cây cung bằng 1000 người khiêng và thử dây cung, bung dây cung ra. Cái dây cung bung ra giống như tiếng sấm nổ rầm. Rồi một cái dương tử này ngoan có cái là cảnh cáo đó, hãy về đi, cảnh cáo đó. Mà dương tử này tiếp tục rượt theo, ông lắp mũi tên vô bắn một phát. Ông bắn với một nghệ thuật là cái mũi tên nó đâm vô cái người này, nó có cái đai, nó cái đai bọc luôn. Mà 500 cổ xe với 500 người, cái mũi tên không biết mũi tên nó bắn sao mà bắn vô đây, nó đi đúng cái 500 cái đai vậy đó. Siêu qua 500 cái đai bụng của 500 mà tử Đức Cháu Quy. Cái này không biết là có cái nâng cấp hay không, chứ cái người mà bắn một mũi tên mà cái 500 cổ xe chạy vậy mà một mũi tên bắn xuyên qua được 500 người này cũng hơi khó đúng không? Không biết là trong cái bản sẽ giải có bị nâng cấp lên cái này không, tức là nói một cách hơi quá đáng hay không. Và cái nhanh đến mức độ mà các dương tử không biết mình trúng tên luôn, mới kêu Banh Thu Lá đứng lại. Banh Thu Lá mới nói là ta không chiến đấu với những kẻ đã chết, ta còn sống mà. Cái người đã bị tên bắn trúng trên vòng đai này, mà trước khi về, trước khi thở cái mở vòng đai ra phải báo cho gia đình biết, người các người mở vòng đai ra là cái người sẽ chết này. Ở cái vòng đai mũi tên nó xuyên qua luôn, cái vòng đai còn kẹp chặt lại nên máu nó không có tuôn ra được. Mà về thì 500 dương tử này chứ. Thì cái quả này mới có đứa con, hai đứa con đầu lòng đã làm duyên giết chết 500 dương tử này rồi. Cái quả sơ sanh nó là như vậy. Cho nên cái bà mới nói là bà mới thấy được cái nghiệp quả đó. Bà mới dặn, bà Malika mới dặn mấy người dâu rằng là không nên oán hận vua Ba Tư Nặc, đây là nghiệp quả này. Ngay trong hiện tại bà thấy nghiệp quả rồi.
mới vừa mang thai không giết hết 500 vị dương tử dùng cái quy rồi, thì sau này nhận lại cái quả này mới giết phải rồi mà không có oán hận gì hết. Kêu mấy người người con dâu cũng định oán hận vô Ba Tư Nặc, thì vô Ba Tư Nặc sau khi nghe vậy mới cảm thấy hối hận, mới đi tới cũng xin lỗi, giết rồi thì xin lỗi đã đốt nhà ta rồi giờ đi xin lỗi vua mà. Thì bà Manika mới nói là giờ đó là vua Ba Tư Nặc nó ban cho bà Manika một điều kiện là muốn gì ta sẽ chiều cho bà. Bà Manika nói không muốn gì hết, mà chuyện nó tới đây là xong rồi, vợ chồng chết rồi ở đây cũng không làm gì, cho nên bà mới xin vua cho bà về quê là xứ Manh Lá. Nhưng mà Lá là một cái bộ tộc mà sau này Đức Thế Tôn ngài viên tịch ở tại xứ này, ở Kusinara, xứ Manh Lá. Xứ Manh Lá thì chia làm hai là Ba Hoa với Kusinara. Rồi bà khuyên 32 người dâu là mới con muốn về quê cứ về quê, nhưng con muốn đi thêm bước nữa thì đi, còn không ở đứng lại chỗ mà đừng bao giờ quá hận nhà vua. Nghe vậy vua rất là hoan hỷ và đồng thời ban thưởng cho những người này rất trọng hậu, nên bậc chánh thưa bậc chữ lưu, nhưng mà giới đã thành tựu rồi thì cái tâm mà muốn sát hại chúng sanh khác không có, cái tâm ác hại nó không có, nhưng mà tâm sân vẫn còn nha, tâm ham muốn dục vọng vẫn còn nha, nhưng mà tâm muốn sát hại chúng sanh khác không có. Đó là như vậy. Cái này cái giới mà kiên tánh mình có ba như vậy, tức là cái giới mình đã thọ trì, nên giới thọ trì chỉ là giới nguyện thôi, giới nguyện thôi. Cho nên ở dưới miền Tây á, dưới miền Tây á, có những lần mà chưa đi xuống miền Tây, mấy chùa của mẹ đó, có những Phật tử rõ ràng cái buổi lễ nào cũng xin giới chơi á. Mà trong cái giới là con xin nhân giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống men rượu men say, đúng không? Phải không? Cũng nghiêm túc lại quay. Xong rồi khoảng chừng nửa tiếng, 2 tiếng sau là uống rượu. Nó nói, ủa sao nãy chú xin giới là bây giờ uống rượu. Nãy con xin giới con có phước rồi, giới nguyện con phước rồi. Có hiểu không? Nếu mà mình xin thọ giới mới chỉ là giới nguyện thôi, còn cái giới thực hành mới là giới quan trọng. Giới quan trọng xong á, quan trọng hơn nữa là giới thành tựu. Cho nên cái mà quý vị mà đi thọ trì giới nghĩ là có giới, chưa có giới, mới mình nguyện thôi. Cũng giống nói là tôi dự định là tốt nghiệp kỹ sư, mới dự định thôi chứ chưa phải là kỹ sư, đúng không? Học nghề học 4 năm vậy đó, 4 năm 7 năm vậy đó mới ra kỹ sư. Nên học xong 7 năm đó được gọi trong đồng thời đó gọi là giới hành. Sau khi học xong giới ra có bằng cấp kỹ sư đó là giới thành. Cái thành vậy. Chúng ta phải nắm bắt mình. Chứ nói giờ con gọi thọ trì giới thì con có giới chứ có giới gì chứ. Chưa có cái giới nào chứ. Mặc dù con xin nhân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh, sự trộm cắp, nghĩa của ông cho bạn trong dục lạc, nhưng mà chưa có gì hết. Cái nào đụng chuyện mà mình làm đúng theo những lời mình nói thì lúc đó gọi là giới hành. Và khi mà thành tựu dự luôn nghĩa là gọi là nó là giới thành. Mình cũng nào phải nắm bắt được vậy, chứ không phải con xin giữ giới là con có giới không có. Cái nó bị cái tưởng nó che lấp không thấy đâu. Đó là cái giới kiên tánh. Bây giờ thứ hai là giới không kiên tánh. Giới không kiên tánh là cái giới mà Đức Phật cho phép. Đức Phật cho phép là áo quy ra tí, áo quy ra tí xì lăng,
Cái giới không kiêng tánh là cái giới mà Đức Phật cho phép là. Ví dụ như dân y tắm mưa, dân y cà thị ná, rồi cúng dường một thực đến chư tăng, đúng không? Mà dân y cà thị ná hoặc là dân y tắm mưa coi đơn giản, nhưng mà đó là người gìn giữ nền tảng của giáo pháp. Cái người mà bỏ qua những cái cuộc lễ này thì xem như người đó đang lìa bỏ nền tảng của giáo pháp. Cái giáo pháp của Đức Phật, đời sống giáo pháp của Đức Phật được xây dựng bởi trên cái tăng luật. Tăng luật còn, giáo pháp còn. Tạng luật mất, giáo pháp mất. Mà tạng luật mất khi nào? Khi không có ai hành trì theo tạng luật nữa. Ví dụ như bây giờ cái Đức Phật ngày dạy pháp bố thí, pháp bố thí, giáo pháp còn khi tạng luật còn. Khi nào tạng luật còn thì giáo pháp còn. Tức là tạng luật á là cái nền tảng của giáo pháp này, tức là cái mạng sống của giáo pháp này. Cho nên cái người mà hành theo tạng luật là cái người gìn giữ cái mạng sống của giáo pháp. Mà khi mà tạng luật mất, khi người ta không còn hành pháp đó nữa, người ta không có theo đi theo cái luật đó nữa, mà giờ khơn thì khơn đã không có thực hiện đó một ngày lúc nào đó thì cái điều đó bị mất đi, điều đó bị mất đi. Mà cái điều đó bị mất đi thì xem như tạng luật nó mất. Ví dụ như bây giờ Đức Phật ngày dạy thì cái pháp bố thí, thật sự ra cái pháp bố thí đó là mình đem cho bình thường nha, nhưng mà nếu mà ngầm nghĩ ra sâu chút xíu nữa đó, nếu mà bố thí này bố thí tùy khả năng của mình thôi nha, không phải là đòi hỏi quá đáng, chứ không mà đòi hỏi quá đáng là không phải. Bố thí là tùy khả năng của mình, nhưng mà bố thí này chủ yếu là gì? Chủ yếu là bốn món vật dụng. Bốn món vật dụng này là gì? Là y phục, gì nữa? Vật thực. Thứ ba nữa là sàng tọa. Thứ tư là thuốc trị bệnh. Bốn cái món này là điều kiện cơ bản của một sự sống. Không ai sống trên đời này mà không có y phục để che thân hết. Không ai sống trên đời này mà không có vật thực để mà nuôi dưỡng hết. Và không ai sống trên đời này không có chỗ ở. Cho dù là anh ở dưới gầm cầu, hay anh ở trong cái chòi dịch, hay là anh ở dưới gốc cây, hay là anh ở trong cái tham ma bồ địa, thì cho đó cũng gọi là chỗ ở. Không ai mà cái đời này mà không có chỗ ở hết á. Chỉ có khác nhau cái là chỗ ở như thế nào mà thôi. Nhưng bắt buộc phải có chỗ ở. Dù cho ở dưới cội cây thì cội cây đó cũng là chỗ ở, cũng là sàn bọ. Dù cho ở trong cái chòi dịch thì chòi dịch nó cũng là cái sàn bọ. Vô cho ở cái tòa lâu đài 7 tầng thì cái tòa lâu đài nó cũng là cái chỗ ở. Nó không có gì khác nhau á về cái lĩnh vực chỗ ở cả. Và mỗi chúng sanh đều có thuốc trị bệnh. Thuốc trị bệnh có hai loại. Thuốc trị bệnh có hai loại là: nhất là trị bệnh đang có, là thứ hai trị cho bệnh tiềm ẩn. Cái thuốc trị bệnh này có hai loại, một loại là trị bệnh đang có. Ví dụ như giờ một cái người khỏe mạnh vậy bị cảm cúm ho hen, thì cảm cúm ho hen phải là bệnh không? Nhưng cái bệnh đó bệnh đang có,
Còn người khỏe mạnh như lực sĩ giác mà cử tạ thì là vậy. Ông lực sĩ này có bệnh không? Cái bệnh đó là mình tiềm ẩn bên trong mình. Trong chúng sanh là không có người nào mà không có bệnh cả, chỉ có cái là bệnh nó lộ ra và bệnh nó không lộ ra mà thôi. Mà bây giờ ông tin nó giờ tôi khỏe mạnh ra đi siêu âm coi, nó lộ ra bệnh liền. Không có mỡ nhiễm máu thì cũng có máu nhiễm mỡ. Chắc chắn là có thôi. Cái người mà mỡ nhiễm máu là mỡ nhiều hơn máu đúng không? Mỡ nhiễm máu là mỡ nhiều hơn máu đúng không? Mình có người mà máu nhiễm mỡ thì máu nhiễm mỡ dẫn tới là gan nhiễm mỡ đúng không? Là cái mà. Cái nào cũng có bệnh đó. Nên Đức Phật ngài dạy rằng là một lần nọ Đức Phật vào trong cái kinh Tương Quẩn, hình như bài kinh già. Một lần nọ vào buổi chiều Đức Thế Tôn ngài ra ở cái kim phía tây của cái mí gà rá ma tú sa la. Mí gà rá ma tú sa la tức là cái mẹ của mí gà rá. Đây là mí gà rá là đứa con trai đầu lòng của bà Visakha, và cũng là tên của cha chồng. Thì thường thường khi mà ông cha chồng nhận bà Mí Sa Kha là mẹ đó thì bà có biệt hiệu là Mí Gà Rá Ma Tú, để làm loãng cái danh từ này ra và sanh nước ra đầu lòng mà đặt tên là Mí Gà Rá, để cho tránh né cái tên của cha chồng mình thôi. Thì bà có đứa thứ hai thứ ba vậy đó. Không biết là thứ mấy nhưng mà đại khái có một người tương tai nữa tên là Mí Gà Cha Lá. Cái vị này mới sanh ra đó thì người nhà giàu mà đem cái da của con nai màu đen lót lên trên sơn dương á, như mà cái da người Ấn Độ họ tin rằng cái người nào được lót trên tấm da của con sơn dương màu đen thì có may mắn sanh lên cho người đó. Thì đây có thể là người con trai thứ hai của bà Quý Sơn Hà, sanh lên đặt trên cái tấm da con sơn dương màu đen. Cho nên do sự kiện này mới đặt tên là mí gá là con nai, cha lá là cái lưới. Cái lưới của cái con sư vua màu đen, mí gá cha lá. Và tự nhiên vậy đó. Nhưng mà lớn lên thì cái thanh niên này 15 16 tuổi tự nhiên thích đi chùa, mình rất nên thích nghe pháp của Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn mà giảng pháp là ông này tới nghe. Một lúc là duyên lành nó bực phát lên thì khi nghe pháp Thế Tôn, Mí Gá Cha La này mới sinh xuất gia trong gia đoạn. Sau khi thọ giới Tỳ Khưu mới lên hỏi với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài hãy dạy nhắn tắt cho con thế nào là sống một mình, thế nào sống một mình để con biết và con thực hành thế nào sống một mình. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này Mí Gá Cha La, ai sống với tham ái thì tham ái là người thứ hai. Thế nào sống một mình thì Đức Phật nói là ai sống với tham ái thì tham ái được gọi là người thứ hai. Người nào sống với tham ái sẽ không được gọi là sống một mình. Còn người nào sống một mình là người sống không có tham ái. Sống một mình tức là người không có tham ái. Tham ái được gọi là người thứ hai mà. Rồi Đức Phật ngài dạy là này Mí Gá Cha Lá, cái người mà có tham ái dù sống trong bãi tha ma mộ địa, dù sống dưới cội cây, dù sống trong rừng thanh vắng, dù chung quanh không có ai, vẫn không được gọi là sống một mình, vì người đó đang sống như tham ái. Cái người mà sống tham ái dù cho có tham ái, dù cho sống ở dưới cội cây, nhô sống trong bãi tham ma mộ địa, nhô sống ở trong rừng hay là sống nơi không có ai cả thì vẫn gọi là người sống với người thứ hai, vì có tham ái là người thứ hai. Còn này Mí Gá Cha Lá, cái người nào không có tham ái cho dù người đó sống ở giữa hàng tứ chúng
có tỳ khô, tỳ khô ni, các quan đại thần, hay là có cận sĩ nam, cận sĩ nữ, người đó vẫn gọi là người sống một mình. Vì không có tham ái là người sống một mình. Cho nên ông này nghe xong quan hỷ, mới về, mới lui vô trong rừng sống và nỗ lực kiềm chế cái tâm, để kiềm chế tâm, không cho tâm rơi vào tham ái. Cái phần niệm tâm tứ niệm xứ đó sửa tới đó, không cho cái dướng mắt tới cái tham ái nữa. Và một thời gian sau thì ngày này chứng quả A La Hán. Rất là tuyệt rồi. Nhưng tính ở chỗ này nó lại có một cái dự kiện. Dự kiện này ở trong kinh Pháp Cú á, mới nói rằng bà Visakha có 20 người con. Mỗi người con, nhớ là mỗi người con, một người con có 20 người con nữa. Mà ông này đi xuất gia thì làm gì có con nữa. Đúng không? Nó bị chật trọn ở điểm này luôn. Mà ở cái trường hợp này là ở chánh kinh, còn kia là xế giải của Thamma Bà Đá, hai cái nó khác nhau. Cho nên có những khi mà chúng ta nhìn đọc đó, chúng ta phải quan sát xem xét là ngài Mí Gá Chà Lá A La Hán rồi mà làm gì còn có con nữa. Cho dù trước đây chưa xuất gia chăng nữa mà ở tại gia mà có con chăng nữa đó. Ở tại gia mà có con chăng nữa mà có 20 đứa con, đúng không? Cho sớm lắm, lập gia đình sớm lắm, lúc 16 tuổi, đúng không? Con trai 16 tuổi cưới vợ được rồi, đúng không? Nè, có đứa con đầu lòng lúc còn 17 tuổi, đúng không? Rồi cứ mỗi năm 10 đứa, cứ năm một, hai năm ba đứa vậy đó. Cái năm một thì lúc đó tối thiểu về cũng phải khoảng là thêm 20 nữa là khoảng 36 tuổi. Mà 36 tuổi thì không đúng với cái chánh bàn. Vì này thường xuyên đi nghe pháp Đức Phật. Cho nên trước nữa mà có chăng nữa là khoảng chừng 20 tuổi, 25 tuổi cùng lắm là đã đi xuất gia rồi. Chứ không có mức độ này. Cho nên chúng ta phải xem xét lại những cái bản, nhiều khi những bản sứ giải của các ngài, nhiều khi các ngài lăng xê lên hơi quá đáng. Chúng ta phải xem xét lại. Cái những cái sự kiện đó là như vậy đó. Cho nên cái gì không phải là cái chúng ta cứ nhắm mắt nhắm mũi tin theo, cái đó gọi là ngu tính. Tin mà ngu á. Phải suy xét. Cái nào đúng, cái nào không đúng. Phải coi xem xét lại. Thì ngài Mí Gá Chà Lá này ở trong kinh Tương Ưng Kinh, Tương Ưng Quẩn, trong chánh tạng đàng hoàng. Nên cho nên chúng ta mới nắm bắt được ý nghĩa này. Thì cái bố thí này và cái một lần nọ thì chúng ta nói bệnh, một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài vào lớn tuổi rồi, ngày vào buổi chiều ngài tới phía tây chỗ cái Mí Gá Rá mà Matú Sa La ngài nằm để mà sưởi ấm. Đúng là trời đang trời lạnh thì ngài An Đa đi tới đấm bóp cho ngài, đó là thị giả chính thức rồi. Nhưng mà bóp tay chân á thì ngài An Đa mới nói thật hy hữu thai, thật kỳ diệu thai bạch Thế Tôn, cái sắc diện trong sáng của Thế Tôn, cái màu da vàng rồng của Thế Tôn nay đã thay đổi, các quyền của Thế Tôn, mắt tai mũi lưỡi thân nó đã bị biến dạng, nó không còn như xưa nữa. Thế Tôn nói làm sao được nè, ra cái tánh già nó nằm trong cái tuổi trẻ, cái tánh già nó nằm trong tuổi trẻ, tức là cái tuổi trẻ mình đang có thì cái tánh già nằm đó, một lúc nào nó bộc phát ra mình mới thấy là mắt mờ, tai lãng, rồi tóc bạc, răng lông. Có ai mà 80 tuổi mà răng còn không? Còn rất ít người 80 tuổi răng còn chăng vậy là còn
Có nhiều người giờ 40, 50 tuổi, 40, 40 tuổi, 50 tuổi ta xài răng giả rồi đó, vừa đánh răng mà vừa hút gió, lấy răng ra đánh cái miệng hút gió, vừa đánh răng mà vừa hút gió. Đại khái chúng ta thấy vậy. Thì Đức Phật dạy là cái tánh già nằm trong cái tuổi trẻ, tánh bệnh nằm trong sức khỏe. Cái sức khỏe chúng ta có, cái tánh bệnh nằm trong đó, một lúc nào nó bừng phát lên. Mà khi mà giờ đi đang có người đang mạnh khỏe vậy đó, 2-3 bữa sau nghe nó bị nhập viện, rồi 2-3 bữa sau nó chết, ung thư thời kỳ thứ 3 chứ chết. Nhớ có ai biết là cái năm trước thấy ông sư Minh Hòa đây rất là khỏe, già mà rất là khỏe, đụng cái đi khám bệnh bị vậy, ung thư máu. Mà ung thư máu coi như chịu thôi à, nó đâu ai biết được đâu. Cái bệnh nó nằm trong cái sức khỏe, tánh bệnh nằm trong sức khỏe, và tánh chết nằm trong cái sự sống. Cái sự sống chúng ta đang có, nó có tánh chết nằm trong đó, lúc nào nó bừng phát lên là nó phải có, và chúng ta giả từ vũ khí ngay lập tức, không còn đi đứng gì nữa hết. Cho nên phải quán xét cho bài. Cho nên cái vật thực này, cái thuốc men này thì nó chỉ cho cái bệnh đang có, nó trị cho bệnh đang có. Ví dụ như paracetamol rồi chẳng hạn vậy, hay là aspirin rồi chẳng hạn, bệnh đang có đúng không? Đừng chê mấy cái đó nha, mấy cái đó là thông dụng rẻ tiền mà Đức Phật là bảo rằng á. Vậy thì khu ta tìm mấy cái thông dụng rẻ tiền đó thôi, nếu nó phù hợp với cơn chứng bệnh mà. Thứ hai là bệnh đang tiềm ẩn, thì thuốc trị bệnh này thứ nhất là trị bệnh đang có, thứ hai nó trị bệnh tiềm ẩn. Thuốc bệnh tiềm ẩn là gì? Là những chất bổ dưỡng, những bổ dưỡng. Chất bổ dưỡng thời Đức Phật còn có là gì? Mật, đường, sữa là ổng với dầu mè, những cái món này là bổ dưỡng. Thì một lần nữa ngày Chi Quá Cá mới nhìn thấy Chư Tăng sao mà ốm o gầy mòn vậy, để ăn ngại buổi mà có đôi khi có những buổi mà được vật thực tốt, không nói chi có những buổi mà không được vật thực tốt. Có những vị tiền khôn ngày xưa đó, họ sống rất là giản dị, mức độ là buổi sáng đi bát, họ quy định đi bát 20 ngày, 20 nhà thôi. Nó có đôi khi có vậy, quy định đi bát 10 nhà thôi, trong con đường đi á đi bát 10 nhà thôi. Để tới nhà của người ta, nhìn nè, cửa nhà đây không nên đứng trước cửa, không đứng trước cửa, mà cái cửa nhà đây đứng nép bằng bờ, đứng nép bằng bờ, ở chỗ nào mà cái người nhà trong đó nhìn ra, nhưng mà không đứng trước cửa nha, đứng nép bằng bên để cho người nhà trong đó có thể nhìn thấy mình. Và gì thì cô thấy là người nhà đã thấy rồi, là người đó làm bộ lơ không thấy, không thấy, thì vị đó cứ tiếp tục niệm kinh, nó tụng bài kinh ETVSO phá cái quả răng á, tụng hết cái bài này xong mà thấy bên nhà trong không nhúc nhích gì hết, thì đi qua căn nhà thứ hai, cũng đứng ở bên cái cạnh cửa và nhìn ra để cho người nhà trong đó thấy mình. Mà người nhà thấy rồi vờ như không thấy, thì vị đó cứ niệm tụng kinh chúc phước đó, rồi đi qua cái nhà thứ hai, thứ ba, nhà ba. Mà trong 10 nhà thôi, nếu quy định 10 nhà thì chỉ 10 nhà thôi. Có đôi khi trong 10 nhà không ai để cái gì hết, không để gì đó. À, tới 10 nhà đó xong cái vị đó mới gọt bát lại quay về. Mà quay về đó đâu có gì ăn đâu, lấy nước lạnh đổ trong bát uống. Rồi sáng mai mới cho bác tiếp. Nếu vậy có nguyện đầu đà là như vậy đó. Đó là 10 nhà, 20 nhà. Ví dụ như trong cái 10 nhà có 9 nhà, 9 nhà không bỏ, một cái nhà bỏ một muỗng cơm thôi. Ở người Ấn Độ họ không bỏ đầy bát đâu, phải giống như Việt Nam mình bỏ đầy bát đâu. Mà họ bỏ từng muỗng, cái gì ra đi miếng điện cũng vậy. Miếng điện mà thấy khi mà các vị sư đi miếng điện đi á,
những người Phật tử Miến Điện đó đem một thố cơm vậy, một vị tới múc muỗng bỏ vô, múc muỗng bỏ vô. Nên vậy như mấy vị sư Miến Điện đi á, cái ngoài Quỳnh Bác ra có cái gà men nữa. Thì có gà men đó thì có một gà men để đựng canh, một gà men để đựng đồ mặn, hay một cái nơi đựng đồ xào. Nếu mà cho cái đồ mặn thì cũng gỡ cái gọn vào gà men ra, cái ngăn nào mà chắc kho rồi đó, đổ vô. Nên cái mà ăn nào đựng canh không đổ vô, một cái bát thì đựng cơm thôi nha. Rồi về tất cả cơm được tập trung vào một chỗ, rồi đồ ăn cũng tập trung vào một chỗ, rồi sau đó nhà bếp mà phân ra cái này đấy là như vậy. Rồi các vị đó có thể đi có cái dèm nữa, ai mà lỡ mà cúng tiền nó lấy tiền bỏ một dèm, không bỏ một bát. Nên có những người nhận tiền nhưng mà nhận tiền bỏ trong dèm, không bỏ trong bát. Cái gì hiểu chỗ này không? Có cái dèm theo. Đi tới, sư đã từng gặp mấy vị sư ở Campuchia đi bát. Đi tới cửa hàng ta đứng cũng kinh kia. Người trong nhà nó không có gì mới đem bỏ tiền vô. Vậy đó có cái dèm, mang theo dèm thôi nha. Biết cái dèm không? Cái dèm là cái nải đó, cái nải đó. Lấy cái đó bỏ trong bát. Đúng rồi, mở cái đó bỏ trong nhà, không bỏ trong bát. Chứ không phải Việt Nam mình cứ bỏ tiền trong bát, nó du di đến mức độ mà khủng khiếp luôn, rất là khủng khiếp. Thì bốn cái món vật dụng này bảo đảm cho đời sống của một vị sư, mà bảo đảm đời sống một vị sư này gìn giữ tạng luật. Còn người gìn giữ tạng luật thì tạng luật còn. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật này dạy dùng cái mục đích là không phải là cúng dường đến vị đó, không phải. Mặc dù hình thức là như vậy, nhưng mà ngầm trong đó cái là vị này còn thì còn giữ gìn tạng luật, đúng không? Mà tạng luật còn thì giáo pháp còn, đúng không? Như vậy khi mà mình cúng dường Phật thực đến một vị thì không, mình tác ý đó là giữ gìn giáo pháp của Đức Thế Tôn thì phước nên lớn vô cùng. Như là cứ nghĩ là cúng dường Phật thực đến vị này, mà cúng dường Phật thực đến cho vị này nhằm làm duyên giữ gìn giáo pháp của Đức Thế Tôn, đời sống giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên mình ước nguyện nước bàn là đương nhiên rồi, đúng không? Dĩ nhiên mà cái mình ước nguyện nước bàn là đúng rồi, nó có sai đâu. Nhưng mà kèm theo nữa là mình tác ý gìn giữ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Gìn giữ giáo pháp của Đức Thế Tôn mình mới có cơ hội thân cận được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mình có thân cận được giáo pháp của Đức Thế Tôn mình mới có cơ hội chứng quả nước bàn. Nó là như vậy. Nó là một cái chuỗi nhân duyên đi liền do như vậy, chứ không phải cái bố thí cái cúng dường đó là bố thí là tôi có phước, cái phước nó nhỏ nhoi luôn. Mà cái giới đó là cái giới bị hạn hẹp thì cái giới này được gọi là giới không kiên tánh, tức là đâu có cái tội lỗi đâu phải kiên tánh, mà nó là cái phước nữa. Cho nên cái giới không kiên tánh là giới mà thực hiện những gì mà Đức Phật cho phép, như là bố thí, như là giữ giới bất quan, vân vân. Chúng ta nắm bắt có nhiều cái, như là giới không kiên tánh, Đức Phật này có cấm cung kính kim thân Phật không? Đức Phật có cấm cung kính kim thân Phật không? Không có đâu. Cái Đức Phật này có, ngài còn bảo rằng ai nhìn thấy cội bồ đề mà liên tưởng đến ta coi như đang thấy ta là hiện tại. Ngay cây bồ đề đó, cho nên xứ Tích Lan không có chùa nào mà thiếu vắng cây bồ đề. Quý vị đi tham quan Tích Lan quý vị thấy nè, không có chùa nào ở Tích Lan mà không có cây bồ đề, luôn luôn có cây bồ đề. Đó là hình ảnh của Đức Phật, và mỗi sáng quý vị thì khô ra quét dọn sân bồ đề, cái sân cỏ cái cội bồ đề, rồi nhặt nhạnh rất là sạch sẽ. Thì Đức Phật dạy cái người nào mà nhìn thấy cái bồ đề cái là biểu tượng của ta. Điều này ở đâu? Điều này chính là ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc nói bạch Đức Tôn, cái thường thường khi mà ra hạ Đức Tôn ngày đi du hành thì chúng con tưởng nhớ Đức Tôn, bây giờ Đức Tôn lưu lại một cái biểu tượng nào để khi nhìn đó đó, nhìn đó con biết là Đức Tôn mà con cung kính. Đức Tôn nói này tưởng giả, gia chủ hãy lấy cái cây con của cây bồ đề mẹ đó về trồng ở đây, đó là hình ảnh của ta. Thì ông Cấp Cô Độc cái bồ đề từ đó tới từ từ cái thành Sa Quá Thi mà đến cái Paranasi rất là xa,
rất là xa, xa lắm, không đi đêm được, không mới đi nhờ ngài anh ta. Ngài anh ta cũng đâu có đủ khả năng đi, mới nhờ ngài một kiền liên. Một liên là để với thần thông đúng không? Ngài đi cái vèo lên thần thông. Ai đi Ấn Độ rồi thì thấy cái hộp bồ đề của Ấn Độ nó khác hộp bồ đề ở đây nha. Hộp bồ đề Ấn Độ được sọ sâu rồi, sâu chuỗi bồ đề đó. Ai đi Ấn Độ ta có thỉnh sâu chuỗi bồ đề không? Nó màu nâu á. Cái hộp bồ đề nó bự lắm, nó sọ thành nó thành cái hộp nó nhỏ hơn cái hộp đậu chút xíu thôi. Nhưng mà nó liền rất là tốt. Thì khi đó ngài vừa tới cái một cái hộp bồ đề rớt xuống, ngài đưa tay áo thì hứng lấy, thì trải tay áo rồi. Không phải tay áo này nha, cái vạt áo nha, cái vạt áo. Người Ấn Độ không có tay áo nha. Cái áo mà có tay áo này là của ai? Của ai? Của Trung Hoa. Không phải của Tây Phương cũng không có, cái Trung Hoa, Trung Hoa. Mà áo mà cái Trung Hoa áo là áo rộng nữa chứ, rất là rộng. Cái áo rộng nếu mà đổ bỏ con gà vô cũng được. Đại khái vậy. Trung Hoa có ba cái món đặc sản mà không có nước nào có hết. Thứ nhất là gì? Bánh bao. Bánh bao là đặc sản của Trung Hoa, không có nước nào có. Thứ hai là gì? Thứ hai là phá lấu. Biết phá lấu không? Cái phá lấu ngon. Thứ ba là cái áo tay dài, ba cái món này đó. Áo tay dài mà rộng nữa. Nên coi mấy cái phim đó thấy mấy ông quan phất lên cái áo bay lên rộng rộng mà dài nữa, bỏ con thỏ vô cũng được luôn. Còn người Ấn Độ không có áo tay dài nha, người áo mộc vạt thôi, áo tròn thôi, mà họ lận rất là hay. Cho nên người Ấn Độ, cái món đặc sản là Ấn Độ là cái gì? Nó hai món, một là cà ri. Cà ri mà nấu với con dê nó rất là ngon, cái cà ri dê. Món thứ hai là gì? Món thứ hai là cái món ăn thuần túy của người Ấn Độ, đó là cái chà bà ti. Chà bà ti là một cái bột nướng, cái bột lúa mì nướng, đem cho người Ấn Độ đem 1 kg gạo và 1 kg bột mì, họ lấy ký bột mì, họ không lấy ký gạo, rồi ký bột mì họ về họ làm chà bà ti được, bột gạo rồi không làm. Hương bò không có nhúng, nhưng mà họ dùng khoai lang, họ nướng khoai lang bằng phân bò khô á. Đi qua chỗ mấy Ấn Độ có thấy phân bò nó dán lên tường á. Có ông triết gia ông nhìn sâu, ông ngẫm nghĩ suy nghĩ hoài. Một người Ấn Độ hỏi ông suy nghĩ gì đó, tôi không hiểu người Ấn Độ làm cách nào mà để cho con bò leo lên cái tường này. Có đi mà con thấy mấy cái nhà đó không? Rồi cái phân bò nó khô nên người ta lấy nướng với khoai lang nướng cái đó, mà họ ngon, họ nói ngon lắm. Nhưng mà nói thật nha, nói ra là mít lầu. Mình sẽ đi Ấn Độ 3 chuyến là không bao giờ sẽ ăn cái đồ ngoài. Vì sẽ thấy ở ngoài cũng bán nước mía nữa, cây mía nhổ lên đất bùn nó vẫn còn đó, rồi cái chặt cái đầu lên nổ máy là cái đưa nguyên cái ra nó chạy à, mua cái múc nước trong đó có cát đất gì trong đó. Rồi một thứ hai, nói người Ấn Độ là người một trong nước ở dơ nhất. Họ không bao giờ đi vệ sinh đâu, đi vệ sinh ở trong nhà cầu đâu, họ đi vệ sinh ở ngoài đồng vắng vậy đó. Ở cái chỗ mà đi tới, ở chỗ mà xứ Cú Rú, nơi Đức Phật ngài thuyết giảng cái bài kinh tứ niệm xứ, mới có đóng khung đàng hoàng, hàng rào chúng anh, hàng rào
bên trong này có tảng đá. Ở New Delhi á, New Delhi đó, đó. Ở chỗ này là Đức Phật ngài thuyết giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ. Như đây là cái xứ cứu rốn cũ đó. Ở ngoài này cũng có hàng rào vậy đó. Nhưng mà đi tới đây đó, ngó dưới chân vậy nè. Mình nó đặt đầy hết trơn. Đi mà nhón bên này, nhón bên kia. Tìm một chỗ nữa. Và đi tới Ấn Độ mà đi tới mấy chỗ này đó là cái mùi đặc sản của Ấn Độ là thum thủm mùi hôi. Cái gì? Ở đâu mà sạch? Bây giờ sạch hả? Cái hồi xưa đi hả? Thì đi cái ngó dưới đất này, giống như tìm vàng vậy đó. Thế cho nên chúng ta mới nắm bắt nữa mà. Còn xưa đi lần thứ nhất thì chứng kiến cái này là không dám ăn đồ bên ngoài nữa. Cái ở ngoài cũng bán đồ hàng rong đúng không? Bán hàng rong vậy đó. Hàng rong. Để cái anh chàng này cũng xào nấu cái kia. Cái rau mà rau muống rau gì đó, hay mà. Để nguyên vậy đó, chặt cái khúc đuôi bỏ, rồi coi như bỏ vô, xào ra. Đến trong đó có con sâu cái lấy tay nhắc ra. Rồi có miếng nào mà đang thúi cái nhắc ra bỏ. Còn nhìn vậy sao dám ăn? Vậy mà ta ăn được cái gì? Không. Còn những cái bữa đi xuống sông Hằng đó, bình minh trên sông Hằng đó, trước khi ra đó thấy xác chết nó thiêu xong nó lõm ngõm trôi. Kế bên cái lò thiêu cái bình minh trên sông Hằng đi có những lúc mà cái xác chết nó trôi theo sông Hằng vậy mà nó xuống nó tắm dưới tắm gọi đầu nước nó uống nước đó luôn nó ghê khủng khiếp vậy đó. Thì đại khái nó như vậy đó. Thì cho nên khi mà chúng ta nó bố thí này, cái bố thí này không phải là cái bố thí mà Đức Phật ngày dạy, bố thí không phải là để bảo vệ cái đời sống gì đó. Bảo vệ thì đời sống chỉ là một phần thôi. Và cái sâu thẳm đó là nhằm để bảo vệ cái giáo pháp này. Vì nó còn sống vậy nó mới giữ luật đúng không? Trong thời Đức Phật không có vị sư nào mà không giữ luật á, phải 5 năm theo thầy học luật. Mà còn có học luật được thì luật tạng còn đời sống giáo pháp còn. Nó là như vậy. Cho nên những cái gì mà Đức Phật cho phép làm thì chúng ta thực hiện làm. Như vậy thì chúng ta đã góp phần vào bảo vệ tạng luật. Mà bảo vệ tạng luật có nghĩa là bảo vệ đời sống của giáo pháp. Yeah.